xin chào cả nhà đến với kênh dài HV của em. Hôm nay em đến với cả nhà là chia sẻ với cả nhà chủ đề hôm nay là đi dạ hội. Mang cái gì? Đây là dài để đi dạ hội nha các anh các chị. Dài đi dạ hội là đây. Nó có chiều cao song song với nhau, đi rất là dễ. Tại vì những cái đầm dạ hội, những cái đầm maxi nó dài. Có thể mình mang cái này tôn lên cái vẻ chiều cao của mình và hả đi sẽ không có bị đau chân, tại vì mang rất là dễ. Đây, nó như thế này đi ạ. Các anh các chị mang vô không có sợ, các chị mang không có sợ bị đau chân giống như những cái giày bít mình bít lại nó sẽ bị đau, còn cái này đi rất là dễ nha các chị. Chủ đề của em hôm nay là chia sẻ để cho mình biết mang cái nào để đi dạ hội cho nó dễ dàng. Các anh các chị mà nếu mà thấy em chia sẻ hợp lý hay là có gì có thể bình luận cho em để đóng góp cho em lần sau em có thể làm những video tốt hơn ạ. Em cảm ơn các anh các chị rất nhiều.